Chiều ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức ngày 8 tháng 7 năm Nhâm Dần, Chư Tôn Đức trong ban chức sự đại diện 18 trường hạ trong toàn thành phố Hà Nội đã về lễ tạ giác linh Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp kết thúc khóa hạ an cư Phật lịch 2566, dương lịch 2022 tại trường hạ Tổ Đình Quang Lãng Viên Minh, Chùa Ráng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đoàn do Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn. Như mọi năm, Chư Tôn Đức trong Ban chỉ đạo an cư và Ban tổ chức, Ban chức sự của 18 trường hạ, sau khi làm lễ tạ Pháp tại các hạ trường, sẽ trở về Tổ đình Quang Lãng Viên Minh để lễ tạ Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm nay, tuy Ngài đã không còn trụ thế nơi cõi xa bà, nhưng để tưởng nhớ tới thâm ân sâu dày của Ngài đối với giáo hội nói chung và Phật giáo thủ đô nói riêng, Tăng Ni đại diện cho 18 trường hạ trong toàn thành phố đã trở về lễ tạ Ngài bằng tấm lòng thành kính nhất, khép lại 3 tháng an cư, giảng dạy kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, hồi hướng công đức tưởng nhớ Ngài. Sau đó, phái đoàn đã trở về chùa Bằng Linh Tiên Tự, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, lễ tạ Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, ngôi đường chủ của 18 trường hạ trong toàn thành phố Hà Nội. Sau khi Thượng tọa Thích Đạo Phong dâng lời tác bạch lễ tạ, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni đã có mùa an cư thành tựu viên mãn, chuẩn bị đón nhận thêm một tuổi hạ. Hòa Thượng mong rằng sau khi kết thúc khóa hạ an cư, trở về các trụ xứ, chư vị Tăng Ni sẽ đem sở học của mình để hoằng pháp độ sinh, có nhiều hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời, xiển dương chính pháp. Cũng tại đây, Thượng tọa Thích Đạo Phong đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự thông chi đến toàn thể Chư Tôn Đức trong Ban Trị sự Phật giáo Hà Nội kế hoạch tổ chức chương trình Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ công an thủ đô và ba liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Đại lễ sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2022, tức ngày 23 và ngày 24 tháng 7 năm Nhâm Dần, tại Chùa Bằng Linh Tiên Tự, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.